Khuya ngày 5 tháng 4, Công an thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương mới hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn khiến một người chết, một người bị thương xảy ra trên địa bàn. Vào hơn 20 giờ tối cùng ngày, anh Lê Văn Tây, 38 tuổi, quê Nghệ An, chạy xe máy trên đường Lê Hồng Phong hướng từ thành phố Dĩ An đi thành phố Thuận An. Khi qua khỏi Ủy ban Nhân dân phường Tân Đông Hiệp, thành phố Dĩ An thì xảy ra va chạm với xe máy do một bé gái 16 tuổi điều khiển chạy ngược chiều. Sau va chạm, hai chiếc xe bảy nát, anh Tây chết tại chỗ, còn bé gái bị thương được đưa đi cấp cứu.